mời thị trưởng của thành phố Westminster là ông Tạ Đức Chí cùng với tất cả các nghị viên lên đây có lời mời mở màn. Kính thưa tất cả quý đồng hương, chúng tôi là Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster, xin được thay mặt phó thị trưởng Tyler Diệp, nghị viên Sergio Contreras, nghị viên Michael Rice, nghị viên Kimberly Hồ, xin được chào đón tất cả quý vị đến với Tết diễn hành 2018 tại Bullseye Venue, thành phố Westminster. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin nhân cơ hội này xin được chân thành cảm ơn ban tổ chức Tết diễn hành, các mạnh thường quân, các thiện nguyện trong cộng đồng cũng như là các nhân viên thành phố đã cùng nhau tổ chức Tết diễn hành để gìn giữ và phát huy văn hóa Việt tại thành phố Westminster. Và chúng tôi xin được một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, và chúng ta hãy cùng nhau hy vọng trong 2018 Việt Nam sẽ có dân chủ và tự do. Chúc mừng năm mới. Good morning everyone. On behalf of the city of Westminster, we'd like to welcome you all to the city and to the parade, and I want to take this opportunity to sincerely thank the organizing committee, members from the community and the city staff for working together to organize this beautiful event to celebrate our culture. United we stand, and we stand for freedom. Happy New Year to you and your family. Cảm ơn lời mở đầu chào đón của thị trưởng Tạ Đức Chí. Phải nói thời tiết rất là đẹp, đất trời đã ưu ái cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là thị trưởng của Westminster để chúng ta có những cái tiếng pháo giòn giã trong ngày đầu năm như thế này. Và thưa quý vị, bây giờ một lần nữa chúng ta hãy hướng về phía trước của sân khấu để cùng nhau cử hành nghi thức cắt băng khánh thành, cắt băng khai mạc cho ngày diễn hành Tết Mậu Tuất 2018. Một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh để giới thiệu quý vị, các quý vị mạnh thường quân bảo trợ và hiện diện trong tiết mục cắt băng khai mạc. Chúng tôi nhận thấy có ông bà Phát Bùi, ông bà Michael Đào và Linh Bùi, Admiral Frank Torres, Dr. John Saito, Senator Janet Nguyễn, Gray Haskin, Dr. Hồng Sang, Mr. Christopher Lương, Sư Cô Bích Liên, Miley và Minh Jury, Roxanne Chow, Stephen Cha, George Lowenthal, Tăng Ngọc Lan, Mã Tuấn, Dr. Kim Lai và Dr. Tracy Lương. Và quý vị khách mời đã chuẩn bị để chúng ta cùng nhau cắt băng khai mạc. Nghi thức cắt băng khai mạc bắt đầu. Vừa rồi là nghi thức cắt băng khai mạc, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức phần trình diễn của đoàn trống Thiên Ân. Kính thưa quý vị, đây là những bạn trẻ của thế hệ thứ hai, có những người được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Nhịp cầu nối giữa thế hệ cha ông và những bạn trẻ là những điều không phải dễ cho thế hệ đi trước và thế hệ đi sau trên một quê hương mà chúng ta gọi là quê hương thứ hai. Những bạn trẻ được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ hấp thụ một nền văn hóa phương Tây phải hiểu và thông cảm cho cha ông đã được sinh ra và lớn lên của nền văn hóa phương Đông. Do đó, trong năm Mậu Tuất 2018, với ý nghĩa nơi đất khách một già một trẻ với hai quan niệm sống khác nhau, thì sự đoàn kết là điều cần thiết vì chúng ta còn có một tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, đó là tinh thần của những bạn trẻ của đoàn trống Thiên Ân muốn gửi đến toàn thể quý khán giả, đặc biệt những bạn trẻ khắp nơi trên toàn thế giới đang theo dõi chương trình diễn hành Tết Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
qua các hệ thống truyền hình, truyền thanh, social media mà chúng ta không có dịp được nhìn thấy tận mắt, thì hãy xem đây như là một thông điệp của những người trẻ chia sẻ cùng hướng về quê hương Việt Nam, mà nơi đó chúng ta có những người thân với hai tiếng gọi là đồng bào. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phần trình diễn của đoàn trống Thiên Ân. Of con rồng cháu tiên has fostered and embraced our heroes and heroines through many generations of Lạc Long Quân and Âu Cơ children. Bạn trẻ,
bạn có biết vì sao thế hệ cha ông đã liều lĩnh bằng cả mạng sống vượt biển đưa bạn đến mảnh đất này? Here in America, we have the Statue of Liberty. Our goals and dreams can be easily achieved. Why do we have to worry about other places? Không, phải luôn có tinh thần quảng đại. Hãy biết chia sẻ thế giới với những người khác. Một cây làm chẳng muôn non, ba cây dựng lại nên hòn núi cao. We should never forget to unite for the sake of our Vietnamese people and heritage. Vì chúng ta còn có một tổ quốc.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn của đoàn Trống Thiên Ân với ý nghĩa gửi đến tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới, dù nơi đất khách, dù là một già một trẻ, nhưng dù với quan niệm sống khác nhau, nhưng với tinh thần đoàn kết, chúng ta còn có một tổ quốc Việt Nam. Và thưa quý vị, giây phút này chúng tôi đã nhìn thấy các đoàn diễn hành đã bắt đầu tiến về khán đài để chúng ta lần lượt nhìn thấy những sự đóng góp, sự phát triển của cộng đồng người Việt của chúng ta trên toàn thế giới mà ngày hôm nay đã về trên đại lộ Bôn Sa, được gọi là đại lộ Trần Hưng Đạo, một niềm hãnh diện của người Việt chúng ta. Đoàn Quốc Quân Kỳ đang tiến về khán đài. Xin mời thành phần trong ban giám khảo là bác sĩ Trương Văn Như và Dr. John Saitos lên trên sân khấu ở phía trước để cùng với ban giám khảo chúng ta bắt đầu để chấm tất cả các đoàn xem hoa. Xin quý vị hãy gửi đến tất cả các đoàn xe hoa một tràng pháo tay để chúng ta chào đón Mậu Tuất 2018. Đang tiến về trước khán đài là lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị hãy cùng với chúng ta cùng có không khí để chào đón lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. For the judge panel, we would like to invite Dr. Trương Văn Như và Dr. John Saitos. Và thưa quý vị, dẫn đầu là Hội Đền Hùng với trên 10 năm hoạt động, mục đích để là một nhịp cầu nối cho thế hệ trẻ hiểu hơn về cha ông, hiểu hơn về con rồng cháu tiên, hiểu hơn về dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nơi xứ người. Dẫn đầu cho đoàn diễn hành trong ngày hôm nay là Hội Đền Hùng, và tiếp theo sau thưa quý vị là câu lạc bộ Hùng Sử Việt cũng như là Đền Thánh Trần Hưng Đạo. Ý nghĩa năm nay của đoàn diễn hành Con Rồng Cháu Tiên nhắc nhở đến người Việt chúng ta, dù ở nơi nào cũng là con rồng cháu tiên. Thưa quý vị, hàng năm câu lạc bộ Hùng Sử Việt đều tham gia diễn hành Tết trên đại lộ Bô Sa với 3 ngày hội chợ Tết do Tổng hội sinh viên tổ chức. Năm nay câu lạc bộ Hùng Sử Việt tham gia diễn hành với chủ đề là giữ gìn tiếng Việt trong sáng và khuyến khích dân Nam thoát chung. Ngoài câu lạc bộ Hùng Sử Việt tại Orange County còn có 4 câu lạc bộ Hùng Sử Việt tại Miami, Virginia, San Diego và tại Úc Châu. Câu lạc bộ Hùng Sử Việt, also known as the Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation, is as a non-profit organization founded in the year of 2000. Và tiến đến khán đài là Đền Thánh Trần Hưng Đạo, được thành lập từ tháng 9 năm 2014 và được sự tu sửa vào tháng 6 năm 2016 do một số nhân sĩ trong cộng đồng phối hợp cùng các tổ chức hội đoàn chung tay xây dựng. Mục đích để khơi dậy tinh thần ái quốc của toàn dân trong công cuộc đấu tranh gìn giữ bờ cõi quê hương. Vì Đức Thánh Trần đã 3 lần đánh thắng giặc Nguyên từ những năm 1258 cho đến năm 1287. Đức Thánh Trần đã được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong 10 danh tiếng của thế giới.
Gương trung dũng của Đức Thánh Trần là một bài học cho con cháu muôn đời sau trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thân yêu. Là xe hoa của Dr. Michael Dow và Dr. Linh Bùi. Chúng tôi vô cùng hân hạnh để giới thiệu họ đến với cộng đồng người Việt khắp nơi, là một vị bác sĩ trẻ thành công vượt bậc, là một người con Việt với tấm lòng hào phóng, luôn biết ơn sự thành công của vợ chồng ông, là một niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại. Vợ chồng ông đã thành lập cái hội từ thiện mang tên là Time to Give Back, là một tổ chức bất phụ lợi quy mô và vô cùng ý nghĩa, với 1.000 quỹ trên 1 triệu đô nhằm hỗ trợ tài chính và y tế. Đánh dấu năm mới với niềm hãnh diện chung, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu AMD của Dr. Michael Dow và Dược sĩ Linh Bùi. Và cùng theo sau Grand Marshal, ông bà bác sĩ Michael Dow và Linh Bùi, là Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow, một trung tâm y tế độc lập lớn nhất miền Nam Cali nói chung và trong cộng đồng người Việt nói riêng. Trung tâm y tế đa khoa Michael Dow bắt đầu từ một bác sĩ và một y tá vào năm 2000. Hiện nay, cả trung tâm đã hợp tác với hơn 30 bác sĩ, có nhiều khoa ngành từ bác sĩ gia đình, nội thương, tổng quát đến bác sĩ chuyên môn như bác sĩ nhi đồng, thanh thiếu niên, bác sĩ sản phụ khoa, tim gan, mạch, đường ruột, giải phẫu, bác sĩ tiểu đường, bú cổ, ung thư, v.v. Tại AMD Medical Plaza có nhiều dịch vụ y tế độc lập khác như khu quang tuyến, bao gồm X-ray cho tới MRI. Trung tâm y tế đa khoa Michael Dow mở cửa 7 giờ một tuần và tại địa chỉ 9191 Westminster Boulevard. Và bây giờ là chiếc xe BMW của Dr. John Sanders cùng với beautiful wife Kristen Trần và hai con là pediatrician Dr. John Sanders, được triple board pulmonary để giúp cho chúng ta được ngủ ngon. Và bác sĩ John Saito là một vị bác sĩ rất là thành công trong công việc chữa trị chứng hói đầu, thưa quý vị. Một phương pháp cấy tóc đặc biệt bằng robot thân tiến. Ông rất là thành công trong cái lĩnh vực này. Và bây giờ là phần trước mặt của chúng ta là dân biểu tiểu bang. Đang văn minh cho dân biểu tiểu bang của State Assembly là Mr. Josh Lowento cùng với phu nhân trên chiếc xe môi trần. Ông Josh Lowento là một nhà tiểu thương, là một người cha, một người lãnh đạo cộng đồng. Hiện nay ông muốn ra ứng cử viên với chức vụ dân biểu tiểu bang địa hạt 72. Và bây giờ thưa quý vị, lá cờ vàng ba sọc đỏ do các em học sinh của các trường trung học tại miền Nam California đang diễn qua khán đài, để chúng ta tiếp nối sẽ là các em học sinh của các trung tâm Việt ngữ tại miền Nam California trong màu áo thật rực rỡ và đầy sức sống, tượng trưng cho thế hệ người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Và các em cũng cầm trên tay những lá cờ vàng và sọc đỏ của cha ông và tiếp nối với tinh thần người Việt quốc gia của chúng ta. Chào đón tất cả các em của các trường Việt ngữ tại miền Nam California. Và theo sau thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là đài truyền hình SBTN, một hệ thống truyền hình Việt Nam đầu tiên và lớn nhất tại hải ngoại, phát hình 24 giờ để phục vụ người Việt hải ngoại từ hơn 16 năm qua. Thưa quý vị, với chủ đề của SBTN năm nay là Sài Gòn xưa, để tái tạo hình ảnh của những con đường Sài Gòn cùng với những chiếc Vespa, những chiếc xe hơi cổ điển thời thập niên 60-70, những chiếc xích lô của một thời thân quen, cùng với những tà áo dài trắng của những con nữ sinh Sài Gòn sau khi tan trường. Và đặc biệt đang tiến về khán đài thưa quý vị trên chiếc xe cổ điển là nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của đài truyền hình SBTN. Nhạc sĩ Việt Khang, hello Việt Khang. Cô giáo và sứ công viên Diệu Quyên, hello Việt Khang, welcome to America. Welcome to
The freedom is not free, but eventually he got here to the United States. Và các bạn trẻ của đài truyền hình SBTN đang lái những chiếc xe Vespa rất đẹp đi ngang trên đại lộ Bonsa rất đẹp. SBTN is also opening audition for SBTN Voice, a brand new singing competition and reality show. Và đây thưa quý vị, chúng ta có ông Greg Haskins for Assembly. Ông bà Greg Haskins có hai người con. Người lái xe hôm nay chính là con trai của ông là kỹ sư Ryan Haskins, và cô con gái là cô Paige Haskins, hiện đang làm việc cho Đảng Cộng Hòa Caucus ở thủ phủ Sacramento, đang ra tranh cử chức vụ phân biểu tiểu bang năm nay, địa hạt 72. And we have the senior Westminster Mayor Chí Tạ với phu nhân cùng với con trai. And we have, this is the city council member of City Westminster, Sergio Contreras. Happy New Year, Sergio. Thank you. One more for the late beautiful lady here. Oh, okay. Và đặc biệt lì xì của nghị viên Sergio có bằng tiếng Việt nữa nha thưa quý vị. Vạn sự như ý, rất đẹp. Thank you, Sergio. Thị trưởng Chí Tạ cũng đang đi bộ để bắt tay các đồng hương của chúng ta hai bên đường. And I believe this year Sergio running again for City Council of Westminster. Và chúng ta có nghị viên mới đắc cử Kimberly Hall. Vâng, Kimberly Hall and her husband Dr. Daniel and their sons Weston and Justin. Dr. Kimberly Hall is the newest elected councilwoman and is the first Vietnamese American woman elect to the Westminster City Council. We have Maggie Rice. Năm nào cũng thấy bà. Chúc sức khỏe đến bà. And thưa quý vị, chúng ta năm nay đặc biệt là năm con chó. Thành ra chúng ta có đoàn diễu hành của K9 Police Dog. The Westminster is celebrating the year of the dog by having this amazing K9 Police Dog in the parade. These beautiful dogs are specially trained to assist police and other law enforcement personnel. The duties include searching for drugs and explosives, locating missing people, fighting crime evidence, and protecting their handlers. A big thank you to California Highway Patrol, Cal State Fullerton, City of Buena Park, Brea, Cypress, Garden Grove, Huntington Beach, Irvine, Orange, Tustin, and Westminster for bringing the remarkable dogs to the park of this year's Tech Parade. Welcome our K9 police dog! Đoàn cảnh sát của quận Cam đều có mặt trong ngày hôm nay với cảnh sát chó. Dạ vâng, những chàng cảnh sát gọi là quân khuyển, thưa quý vị, quân khuyển để bảo vệ cho chúng ta làm những công việc mà con người chúng ta không làm được, thưa quý vị, đó là đánh hơi, tìm kiếm những người mang drugs và bảo vệ an toàn, an ninh cho người dân ở trong vùng. Và đây là những chú chó bằng hơi cũng tham dự trong chương trình diễn hành trong ngày hôm nay. Dẫn đầu của phái đoàn dân biểu liên bang ông Lou Korea. Dân biểu liên bang Lou Korea là một cư dân lâu năm tại quận Cam. Dân biểu Lou Korea là một người bạn quen thuộc của cộng đồng Việt Nam chúng ta và đại diện cho tiếng nói của chúng ta trong Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cho đây là một cái niềm vinh dự cho ông và sẽ tiếp tục nỗ lực của ông hết mình trong con đường phục vụ cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Yes, we just have a group of young supporter and volunteer on behalf of Congressman Lou Korea, 46th District. And now we looking forward to the next coming hour. Yes, our Hương Nghị Sĩ Janet Nguyễn coming forward to the stage.
khán đài của chúng ta là đoàn xe cũng như là diễn hành của thượng nghị thượng viện tiểu bang California, địa hạt 34 của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã được đắc cử vào thượng viện tiểu bang Cali năm 2014 và đại diện cho 12 thành phố bao gồm tất cả trong khu vực Little Old Sài Gòn, quận Cam và một số thành phố của quận Los Angeles. Và trong nhiều năm qua thì thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã luôn tranh đấu cho các tù nhân lương tâm, cho đất nước Việt Nam có được sự tự do, dân chủ và nhân quyền, và cũng luôn tích cực trong công việc gìn giữ văn hóa, phong tục Việt Nam cho thế hệ trẻ. And sitting on the convertible car is Janet Nguyễn's sons and kids, beautiful kids. Now we have Assemblyman Matthew Harper. Happy New Year! Happy New Year, Matthew! Chúc mừng năm mới! Assemblyman Matthew Harper was first elected to California State Assembly in November 2014 to represent the 74th district, which include Huntington Beach, Costa Mesa, Irvine, Newport Beach, Laguna Beach, and Laguna Woods. He enjoys surfing and takes pride in the perfect surf, which can always be found in his district. Assemblyman Harper and his wife, Elizabeth, currently live in Huntington Beach. He's currently serving his second term. And we have Assemblywoman Sharon Quicksilver. First time joining the Tech Parade 2018. Sharon Quicksilver, as a teacher for 31 years, she has been a pillar in the lives of her students and pillar in the life of her students and their families, paving the way for the next generation for California leaders. Sharon has 4 children and married to Jesus Silver, also as a teacher. She resides in the city of Fullerton. Và thưa quý vị, dân biểu tiểu bang bà Sharon Quicksilver đắc cử vào tháng 11 năm 2016, địa hạt 65, bao gồm các thành phố Anaheim, Buena Park, Cypress, Fullerton, La Palma và Stanton. Và đang tiến về khán đài là dân biểu Travis Allen. Thưa quý vị, dân biểu Travis Allen đại diện cho địa hạt 72 bao gồm Little Sài Gòn của chúng ta. Ông đang ra tranh cử chức vụ thống đốc California. Ông đã và đang tranh đấu cho việc giảm thuế khí đốt mới, nâng cấp hệ thống đường xá và trường học tốt hơn, và làm cho cộng đồng của chúng ta được an ninh hơn bằng chính sách cứng rắn với tội ác. Assemblyman Travis Allen represents the 72 district, including all of the Little Saigon, and is running to be the next governor of California. He's fighting the new gas tax, working on to improve our roads and schools, and to make our community safe for us by getting tough on crime. Chúc mừng năm mới! Welcome to the 10th Parade 2018, Travis. Thank you.